Khi cha mẹ tặng đất cho con, ông bà tặng đất cho cháu, hầu hết đều tặng cho miệng và hứa hẹn sang tên sau vì nghĩ trẻ em chưa đủ tuổi đứng tên trên sổ đỏ. Tuy nhiên trên thực tế, pháp luật dân sự và pháp luật đất đai không quy định về độ tuổi đứng tên trên giấy chứng nhận. Cụ thể, Điều 97 Luật Đất đai năm 2013 chỉ quy định chung rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài ra, theo Điều 5 của luật này, người có quyền sử dụng đất được xác định bao gồm cả hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo. Như vậy, hoàn toàn không yêu cầu người sử dụng đất phải trên 18 tuổi. Bên cạnh đó, Thông tư 33 năm 2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thông tin được ghi nhận của người sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bao gồm họ tên của người sử dụng đất, năm sinh của người sử dụng đất, địa chỉ thường trú của người sử dụng đất, thông tin về giấy tờ nhân thân như số chứng minh nhân dân. Trường hợp cá nhân chưa có giấy chứng minh nhân dân thì ghi số giấy khai sinh. Từ những căn cứ trên, có thể xác định pháp luật hiện hành không giới hạn về độ tuổi của người sử dụng đất được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, tức sổ đỏ. Và khi đứng tên trên sổ đỏ, trẻ sẽ được ghi những thông tin như họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, số giấy khai sinh. Tuy được đứng tên trên sổ đỏ, nhưng điều kiện để đứng tên và thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản được quy định tại Điều 21 Bộ Luật Dân sự năm 2015 như sau. Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện. Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi, khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật, phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Như vậy có thể thấy, các giao dịch về bất động sản đối với người chưa thành niên, tùy theo độ tuổi phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật. Trên đây là thông tin trẻ em có được đứng tên trên sổ đỏ không? Nếu có thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ. Nếu thấy thông tin trên hữu ích với bạn, hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ Luật Việt Nam.